táo một luôn nữa. Nhiễm cổ cỡ nào? Dữ dốn quá. Nè, đừng có trăm nè, rồi bảy trăm nè, dưới đống cây này chắc ơi đừng triệu. Làm nha, hai cũng như em vậy, có tiền rồi mua cá mập. Mua cái mập rồi quay lại sợ nó ăn thịt con bò. Thề cho phế luôn mua cái mập. Đó. Này chứ trồng được mùa nắng quá hả? Là được 900 quá. Nó mở mất quá, không mất tiền trồng. Còn 700 mà. Nó để mấy chị ghê
chín nè. Trời ơi. Gặp mấy quái quỷ gì không hiểu luôn. Mm-hmm.